Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh một chiếc Mitsubishi Outlander bí ẩn tại Việt Nam, được cho là phiên bản mới sẽ ra mắt thị trường trong nước trong thời gian tới. Thông qua những hình ảnh được đăng tải, mẫu xe này có nhiều điểm mới về trang bị, cũng như tinh chỉnh thiết kế so với phiên bản đang mở bán. Phần đầu xe có vài sự thay đổi nhỏ như đèn sương mù, được thiết kế lại với phần viền chrome bao quanh, nhiều khả năng đây cũng là đèn LED. Cản trước cũng được bổ sung thêm 4 cảm biến giúp việc đỗ xe dễ dàng hơn. Ngoài ra, xe vẫn sử dụng cụm đèn pha full LED như phiên bản 2.0 Premium đang mở bán hiện nay. Sang tới phần hông, điểm khác biệt dễ nhận thấy bao gồm bộ mâm đa chấu mới, ốp nhựa màu đen tại khu vực cửa nay đồng màu với thân xe. Chưa hết, phần đuôi xe cũng có thiết kế tương tự. Nhìn chung, ngoại thất của chiếc Mitsubishi Outlander trong bài giống hệt với phiên bản xăng lai điện tại thị trường nước ngoài, ngoài trừ việc không có logo EV ở bên hông. Khoang nội thất của chiếc Mitsubishi Outlander trên vẫn giữ nguyên thiết kế như phiên bản hiện hành. Điểm mới dễ nhận thấy là phần da trên táp bi cửa được thêu hình quả chám. Ngoài ra, màn hình giải trí của xe dù chưa được lắp đặt, nhưng có thể thấy ô chở có kích thước khá lớn, tương đương với kích thước màn 8 inch giống với đàn anh Mitsubishi Pajero Sport 2021. Chính vì vậy, nhiều khả năng màn hình trung tâm của phiên bản mới cũng sẽ được nâng cấp. Ngoài ra, dãy phím bấm đặt bên phải khu vực vô lăng cũng được bổ sung, trong đó có hệ thống cảnh báo lệch làn, một điểm nâng cấp so với phiên bản đang bán. Phím bấm của hệ dẫn động 4 bánh đặt tại bệ trung tâm cũng được thêm ký hiệu SAVC. Đây là hệ thống dẫn động 4 bánh của Mitsubishi phát triển, với 4 chế độ bao gồm AVC Eco, chỉ chạy cầu trước, Normal 4 bánh thông thường, Snow dẫn động 4 bánh trên đường tuyết và Lock dẫn động 4 bánh và khóa V-side. Hệ thống dẫn động SAVC là điểm mới trên chiếc Mitsubishi Outlander này. Phím bấm ở trước giá đựng cốc là bật tắt cảnh báo điểm mù. Phanh tay điện tử và sưởi hàng ghế trước vẫn được giữ nguyên. Hiện chưa rõ chiếc Mitsubishi Outlander bí ẩn trên được trang bị loại động cơ nào, nhưng nhiều khả năng sẽ là máy 2,4 lít hút khí tự nhiên do Mitsubishi Việt Nam chỉ trang bị hệ dẫn động 2 cầu trên phiên bản này. Còn phiên bản động cơ 2,0 lít chỉ dẫn động cầu trước. Động cơ 2,4 lít trên Mitsubishi Outlander cho ra công suất 165 mã lực và 222 Nm moment xoắn. Kết hợp với đó là hộp số tự động vô cấp CVT